Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với Hoàng Vlog. Ngày hôm nay chúng mình sẽ có một chương trình đặc biệt. Chương trình Hà Nội Buffalo đã có một huấn luyện viên mới và nhân dịp Tết đến xuân về, chúng ta sẽ mua một món quà để tặng cho huấn luyện viên đó. Ok. Đây là hai chương trình đắc lực của mình. Xin chào tất cả mọi người, mình là Ngọc Sơn. Mình là Văn Trường đến từ Junior Buffalo. Ngày hôm nay chúng mình có mặt ở đây để trợ giúp cho anh Hoàng chọn món quà đó. Thì mình chọn quà gì nhỉ? Thời, anh là người hảo ngọt nên là anh quyết định huấn luyện viên của mình cũng sẽ thích đồ ngọt. Và nhân tiện Ivan đã có một cơ sở mới ở một chính thức thịnh quê. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến đó và chọn quà cho huấn luyện viên nhá. Let's go! Ok. Hello everyone, I'm Coach Cam, I'm from Chicago. Basketball is my passion, I'm here to help everybody get better. And we're going to the Buffaloes, it's the year of the Buffaloes this year, so it's our time to take over.
Soup can. Soup can. Soup can. Soup can. Yeah. Really? Yeah. Soup can. Mm. I like this one too. Okay. Mm, you don't like this. You know. You have a bad taste. You don't have a good taste. Cool. No. Okay. Eddie has the best taste too. We can't do that with this, okay? It's not for you anymore.